nhưng mà bản thân bức ảnh đi mà em cứ hình dung cái bối cảnh nó phù hợp với em thì em cứ cứ đi thôi, ít người cũng được. Đây là nha, đây là em đi, đây là một người bạn trai. Nhưng mà em khi mà hình dung cho em phải có cho tôi cái nhân vật Lan để đẹp trai, em là một đứa đấy, chẳng hạn em đánh đổi hoán đổi đi đấy. Nhau. Nếu như em gái thì em nhìn có tư thế của em được anh mắt.